Xin chào mọi người, em là Alan, công viên Lộc Trời đây. Em rất vui được gặp mọi người ạ. Thì em chúc đầu tiên là em chúc mọi người sức khỏe và bình an. Thì hôm nay là một cái ngày trời rất là đẹp. Đây là một cái căn nhà mới của một cái chị khách của em tên là chị Oanh. Chị mới lấy căn nhà này ngay form mà rất là rộng luôn. Đây, mọi người đi theo em nha. Và hôm nay có một cái project rất là đặc biệt mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý khách và mọi người. Ok, mọi người ready chưa? Dạ rồi ạ, đây. Dạ, thì chị khách của em là chị Oanh đó. Là chị cái phòng này là cái phòng cũng khá là gọi là cái phòng lớn thứ hai trong nhà. Nhưng mà chị muốn dành cái phòng này ra đó, không phải là về giải trí hay là cái gì hết, nhưng một cái thứ rất là quan trọng, một việc rất là quan trọng luôn, đó là đặt bàn thờ. Dạ, chị thì lúc đầu mà chị em gặp chị Oanh này, chị không có chia sẻ gì nhiều hết, nhưng mà chị nói về một câu thôi: Alan, chị có một cái phòng, chị giao cho em hết cái phòng đó. Mình nghe mình cũng áp lực lắm mọi người, nhưng mà mình nghe mình cũng vui, cũng có một cái cơ hội để mà có nguồn khách tin tưởng mình cũng vui. Nhưng mà áp lực nó nhân đôi hơn, tại vì cái tâm tình, cái tâm của chị đặt vào cái phong thời này rất là lớn và rất là nhiều. Dạ, thì cuối cùng thì mọi việc cũng khá là ổn và xong, chị rất ơn ý và hạnh phúc. Đây, em mời mọi người chiêm ngưỡng nha. Dạ rồi, thì khoảng tường trong phòng này rất là lớn để vừa ba bàn. Thì chị Âm muốn đặt một cái bàn lớn ở giữa size 60 và hai bàn nhỏ hai bên là size 42. Dạ, hai bàn nhỏ hai bên đó là chỉ thời gia tiên, còn ở giữa là chỉ thời đại cao đài. Đây. Lý do mà em làm một cái phòng thờ hoàn thiện như thế này từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối là không phải là em chơi bời trong công việc hay gì đâu, nhưng mà trong cái công đoạn mà làm cái này đó có rất là nhiều cái phần mà mình cần phải tỉ mỉ, từ những cái đường viền cho đến những cái góc mình nó phải đều, nó phải cân đối hết, thì cái bố cục, tổng bố cục nó ra nó rất là đều. Thì trong căn phòng này mà được hoàn thiện như vậy đó, thì không chỉ là có mình em không mà có chị Oanh nữa. Chị cố gắng đi mua thảm nè, rồi chị treo màn, cố gắng làm sao để phù hợp với màu vàng thờ, tạo một cái không gian rất là tĩnh lặng, rất là trang nghiêm và rất là sang trọng luôn mọi người ạ. Đây, thì bên em bàn thờ là có rất là nhiều phân khúc dành cho các khách hàng khác nhau. Nếu mà mọi người cần hỗ trợ hoặc tư vấn thì em sẽ rất là mong được hỗ trợ cho mọi người nha. Cảm ơn quý khách rất là nhiều, Alan.